Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Sáu ngày 9 tháng 4 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin giải mã sức mạnh bất khả xâm phạm của bà trùm xã hội đen và xã hội đỏ Yên Bái Phạm Thị Thanh Trà. Có thể nói sau đại hội lần thứ 13, Nghệ An nổi lên như một địa phương có sức mạnh phe nhóm thuộc loại bậc nhất của Việt Nam hiện nay, với 14 người là ủy viên trung ương, trong đó có 3 ủy viên Bộ Chính trị, chỉ xếp sau Hà Nội với 20 người. Danh sách được liệt kê bao gồm những người sau: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ, sinh năm 1957. Thứ hai là Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, sinh năm 1958. Thứ ba là Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng, sinh năm 1957. Thứ tư, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phước, sinh năm 1963. Thứ năm là Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Trần Sĩ Thành, sinh năm 1971. Thứ sáu là Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Lê Thị Thu Thủy, sinh năm 1964. Và thứ bảy, Phó Ban Tổ chức Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, sinh năm 1964. Thứ tám là Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Bắc Vinh, sinh năm 1972. Tiếp theo, thứ 9, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Anh Quý. Thứ 10 là Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Nguyễn Mạnh Cường, sinh năm 1973. 11 là Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Lê Quốc Minh, sinh năm 1969. 12 là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông Nguyễn Đình Trung, sinh năm 1973. 13 là Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng, sinh năm 1966. 14 là Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy, sinh năm 1977. Đây là hình ảnh 3 ủy viên Bộ Chính trị của tỉnh Nghệ An, ngoài ra còn có 11 ủy viên Trung ương Đảng. Có thể nói hiện nay, thế lực của tỉnh Nghệ An đang nổi lên như là một thế lực địa phương che chở cho nhau, rất khó công phá. Trong Bộ Chính trị thì có 3 người và có 11 ủy viên Trung ương Đảng rải rác khắp các ban ngành ở Trung ương cho đến các tỉnh. Bà Phạm Thị Thanh Trà là một trong 14 ủy viên Trung ương Đảng gốc Nghệ An, nên dù cho bà có bị tai tiếng gì, cũng có thế lực từ Trung ương đến địa phương bao che cho bà. Nên thế của bà Trà là rất vững. Tuy bà Phạm Thị Thanh Trà chưa vào Bộ Chính trị, nhưng về thế và lực của bà chưa chắc gì lép vế so với bà Trương Thị Mai. Lý lịch của bà Phạm Thị Thanh Trà. Bà Phạm Thị Thanh Trà, 57 tuổi, quê quán tại xã Nam Yên, huyện Nam Đàn, Nghệ An, là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Bà nguyên là Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái và Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 17. Cũng giống như mọi chính khách khác, bà Phạm Thị Thanh Trà là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, học vị Thạc sĩ Quản lý Giáo dục, cử nhân sư phạm cao cấp Lý luận Chính trị. Bà Trà dân gốc Nghệ An nhưng đi lên nhờ tỉnh Yên Bái. Từ tháng 9 năm 1985 cho đến tháng 12 năm 1999, bà công tác trong ngành giáo dục tỉnh Yên Bái với chức vụ ban đầu là giáo viên, sau đó là chức phó trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái. Và từ tháng 12 năm 1999 đến tháng 2 năm 2020, từ chức phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, bà tiến lên chức ủy viên ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái khóa 15, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Thanh niên Yên Bái. Từ tháng 2 năm 2002 cho đến tháng 1 năm 2006, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái khóa 15, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn Thanh niên khóa 7 và Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái. Tiếp theo, từ tháng 1 năm 2006 cho đến tháng 4 năm 2008, bà là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa 16, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh Yên Bái. Từ tháng 4 năm 2008 đến tháng 4 năm 2011 là Ủy viên Ban Thường trực Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái. Tiếp theo, từ tháng 4 năm 2021 đến năm 2014 là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái khóa 17, Bí thư Thành ủy Yên Bái. Bước tiếp theo, vào tháng 6 năm 2014 cho đến năm 2015 là Phó Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái khóa 17. Và kể từ 20 tháng 4 năm 2015, bà được kỳ họp 13 bất thường Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17
bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái. Và từ năm 2016, tại đại hội lần thứ 12, bà lần đầu tiên được bầu làm Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12. Tiếp theo, vào tháng 9 năm 2016, tại hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 9 khóa 18, nhiệm kỳ 2015-2020, được bầu giữ chức Bí thư tỉnh ủy Yên Bái nhiệm kỳ 2015-2020, sau gần một tháng khi Bí thư tỉnh ủy Phạm Duy Cường và Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Ngô Ngọc Tuấn bị bắn chết tại phòng làm việc. Đây là hình ảnh bà Phạm Thị Thanh Trà, là chị đại trong lĩnh vực chính trị Đảng Đảng Cộng sản Việt Nam. Vào chiều ngày 8 tháng 2 năm 2017, Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái tổ chức kỳ họp bất thường thứ tư khóa 18 thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với bà Phạm Thị Thanh Trà là Bí thư tỉnh ủy, đồng thời bầu cho bà giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021. Tức là bà Trà đã thâu tóm cả hai chức vụ của hai người bị sát hại về tay mình. Là một đàn chị tầm cỡ trong phạm vi sân khấu chính trị tỉnh Yên Bái. Từ năm 2016, ông Bí thư tỉnh Yên Bái lúc đó là Phạm Duy Cường đã bị giết chết tại phòng làm việc, cùng với hai người khác là một dấu hỏi to lớn về vai trò của bà Phạm Thị Thanh Trà. Người ta đã đặt câu hỏi nếu ông Phạm Duy Cường chết thì ai có lợi nhất, và thực tế cho thấy bà Phạm Thị Thanh Trà là người được hưởng lợi nhất, đồng thời vụ án cũng bị ém chìm xuống một cách bí ẩn. Vào hồi năm 2017, em trai của bà Phạm Thị Thanh Trà là ông Phạm Sĩ Quý đã bị dư luận phát hiện hai lần không kê khai đầy đủ việc sở hữu tới 1.200m2 đất ở để xây nhà và gần 60.000m2 đất ở nông nghiệp do vợ ông đứng tên vào hồi năm 2014. Tiếp đó là 13.111m2 đất ở và gần 42.000m2 đất nông nghiệp vào năm 2015. Thời điểm đó, Thanh tra Chính phủ kết luận ông Quý vi phạm quy định về trách nhiệm của người có nghĩa vụ phải kê khai, gây nghi ngờ về tài sản của gia đình. Tuy nhiên, được sự bao che của bà chị đầy quyền lực, ông Quý đã trả lời đầy tính khinh thường người dân rằng tài sản bất minh đó là do ông buôn chổi đót đến gãy móng tay. Sau khi bị công luận đàm tiếu quanh vụ làm giàu không khó, ông Quý được bà chị chuyển làm Phó Chánh Văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái. Đây là hình ảnh vụ sát hại Bí thư và Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái bị chìm xuồng, và sau đó bà Trà đã thâu tóm cả hai chức vụ của hai người bị giết chết này. Có thể nói tại Yên Bái, bà Phạm Thị Thanh Trà là vua. Quyền lực của bà không chỉ là quyền lực đỏ với chức Bí thư kiêm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, mà bà còn có cả quyền lực đen rất đáng sợ. Có thể ém chìm xuồng vụ ám sát và sát hại một Bí thư và Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh thì ai có thể làm được điều gì? Chính vì vậy mà nhiều người đã nghi ngờ bà Phạm Thị Thanh Trà là một nữ đại ca trong bóng tối nên mới có thể giải quyết rất êm vụ án mạng động trời đến như vậy. Về mặt xã hội đen thì chỉ có nghi ngờ chứ không thể khẳng định. Đó là những gì liên quan đến người phụ nữ đầy quyền lực bí ẩn Phạm Thị Thanh Trà. Kết nối với ông Phạm Minh Chính vào ngày 24 tháng 9 năm 2020, ông Phạm Minh Chính với quyền trưởng ban tổ chức trung ương trong tay đã xếp cho bà Phạm Thị Thanh Trà giữ chức Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ. Sau đó là ông Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định điều động mang tính hình thức là xong. Vào ngày 25 tháng 9 năm 2020, Bộ Chính trị bổ nhiệm bà Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương dưới quyền ông Phạm Minh Chính. Một số ý kiến cho rằng ông Phạm Minh Chính muốn dùng sức mạnh xã hội đen vốn đang nằm trong tay bà Trà để xâm nhập vào chính phủ của Nguyễn Xuân Phúc và vừa kiểm soát vừa ngầm đe dọa ông này, để ông Phúc rút chân ra khỏi chiếc ghế Thủ tướng vào Đại hội 13 vào đầu năm 2021. Để kiểm soát bà Trà, ông Phạm Minh Chính cho bà giữ hai chức cùng một lúc, đó là chức Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương và chức Thứ trưởng Bộ Nội vụ. Ông Chính quả là cao tay khi dùng hai chức này để kiểm soát hoàn toàn bà Trà và thông qua bà Trà điều khiển ông Nguyễn Xuân Phúc. Không biết thực hư lời nói này có xác tín đến đâu, vì nghe có vẻ mang mỏng thuyết âm mưu, nhưng quả thật việc ông Nguyễn Xuân Phúc phải nhả chiếc ghế Thủ tướng đầy quyền lực cho ông Phạm Minh Chính là một câu hỏi to tướng, chưa có lời giải thích nào thỏa đáng ngoài lời giải thích theo những lý do như trên. Đây là hình ảnh nhờ thành tích đáng nể ở Yên Bái, bà Trà được Phạm Minh Chính trọng dụng. Tóm lại, vì sao bà Phạm Thị Thanh Trà lại là nhân vật bất khả xâm phạm đến như vậy?
Vì thứ nhất, bà thuộc nhóm lợi ích địa phương mạnh nhất nhì hiện nay, đó là nhóm Nghệ An. Thứ nhì là trong tay bà có quyền lực đen để tiếp tục xử lý cả cấp trên. Thứ ba, bà là người mà Phạm Minh Chính cần, mà Phạm Minh Chính lại là thế lực mạnh nhất nhì hiện nay. Đó là những lý do đã làm cho mọi đối thủ phải ghê sợ người đàn bà gốc Nghệ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.d ngày hôm nay thứ Sáu ngày 9 tháng 4 năm 2021 với bản tin Giải mã sức mạnh bất khả xâm phạm của bà trùm xã hội đen và xã hội đỏ Yên Bái Phạm Thị Thanh Trà. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.d.